Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình sẽ hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp claim 500 triệu tục cần có ký hiệu là WSBB nữa các bạn. Đây cũng là một quả chanh chó nữa các bạn. Thì dự án này là trong chương trình bán hàng VCL nữa các bạn. Các bạn có thể mua min tối thiểu là 0.01 BNB và max là 10 BNB nha các bạn. Thì hiện tại tục cần này nó sẽ list Airdrop, CCV Airdrop nè. Bắt đầu từ ngày 20 tháng 5 năm 2021 và kết thúc vào ngày 20 tháng 6 năm 2021, và nó sẽ tích lên sàn PancakeSwap vào ngày 20 tháng 6 tới nữa các bạn. Thì để claim được con này thì các bạn cần copy các bạn link mô tả dưới video của mình nha các bạn. Thì dự án bạn nào có theo kênh mình, hiện tại mình đã về được 17 triệu token DADA nữa các bạn. Cô gác rồi, các bạn dán cái đường link các bạn copy mô tả dưới video của mình nha các bạn, các bạn bấm gỡ. Các bạn lưu ý nha tất cả các bạn nhớ chọn mạng BNB Smart Chain nha các bạn. Rồi các bạn việc bấm claim Airdrop nữa các bạn, rồi bấm kết nối nữa. Rồi các bạn sẽ tốn phí mạng là 0.00056 BNB khoảng 0.17 đô các bạn bấm chích thần nữa. Ok, sau khi các bạn chờ một chút xíu để cho nó mã hóa con sắt nha các bạn. Sau khi xong thì các bạn dán con sắt của mình vào trang BC scan các bạn tìm kiếm nha các bạn. Bkep. Rồi các bạn này. Hiện tại tổng cung con này tới có 50 tỷ, khá là cao lắm. Hiện tại có 19.000 holder các bạn. Thì các bạn copy con sắt các bạn link mô tả dưới video mình nha các bạn. Các bạn mở trình duyệt cái chút led này nè. Rồi bạn nhấp vào bảo cảnh cùng, rồi bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi các bạn mở ra nè các bạn. Rồi thì các bạn sẽ nhận được 500 triệu tốc cần có hiệu là Bkep SPB nha các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn claim 500 triệu tốc cần Bkep SPB trên đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.